Trọng kính Đức Hồng Y, kính thưa cha tổng đại diện, cha giám đốc đại chủng viện, quý cha quản hạt và quý cha, kính thưa quý bề trên các dòng, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa tất cả anh chị em. Thật là một hình ảnh tuyệt vời và cảm động khi chúng ta thấy một biển người hôm nay tại giáo xứ Sở Kiện là những người con yêu của Đức Trinh Nữ Maria về đây để thể hiện lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Chúng ta đến từ các giáo xứ khác nhau, từ các tỉnh thành, thôn quê, có cả sắc áo của các chị em đến từ tỉnh Hòa Bình với những sắc màu của người dân tộc Mường. Chúng ta hiện diện hôm nay có những người cao tuổi, có những người trung tuổi, có những em thiếu nhi rất đơn sơ và thánh thiện. Có sự hiện diện chân quý của Đức Hồng Y, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, niềm vui của sự gặp gỡ nói lên tình yêu mến và tình hiệp thông trong giáo hội. Chúng ta hãy chào nhau bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa anh chị em thân mến, hoa là chất tinh túy của loài thảo mộc. Mỗi loài hoa có một hương sắc và có một màu khác nhau. Mỗi loài hoa cũng có một thứ ngôn ngữ riêng để diễn tả tình yêu mến và tình cảm của con người trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh. Hôm nay chúng ta về đây ngày cuối cùng của tháng 5 là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Nếu đóa hoa mang mọi nhiều ngôn ngữ khác nhau và mang những hương sắc ngọt ngào, thì chúng ta cùng hái hoa để dâng lên Đức Mẹ, tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Giáo Hội, là Nữ Vương Trời Đất và là Nữ Vương Ban Sự Bình An. Cùng với những đóa hoa là chúng ta dâng lên Đức Mẹ tâm tình yêu mến, lòng cậy trông. Hôm nay với sáng kiến của Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận Hà Nội mà trưởng ban là cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh và cha phó ban là cha Francisco Xavier Trần Truyền Giáo, với quý cha và anh chị em trong Ban Thánh Nhạc đã có nhã ý sáng kiến tổ chức một cuộc dâng hoa với quy mô rộng lớn. Toàn thể gia đình Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta cùng về đây để thể hiện lòng yêu mến đối với Đức Mẹ và tung hô Đức Mẹ với những tước hiệu và với những nhân đức cao sang mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Tất cả chúng ta về đây để dâng hoa kính Đức Mẹ, và trong nghi thức dâng hoa này, chúng ta cầu nguyện cho Tổng Giáo Phận Hà Nội được bình an, hiệp nhất, cầu nguyện cho những dự tính của Thường Hội đồng Giám mục lần thứ 16 và công nghị của Tổng Giáo Phận được đạt kết quả như chúng ta mong muốn và như Chúa mong muốn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới được bình an, cầu nguyện cho những người ốm đau bệnh tật thì được sức khỏe, cầu nguyện cho những người đang gian nan khốn khó trên đường đời cảm thấy được an ủi và đỡ nâng, cầu nguyện cho những anh chị em tín hữu để noi gương Đức Mẹ vững vàng như Đức Mẹ đã vững vàng trong cơn gian nan. Và như thế, chủ đề của buổi dâng hoa hôm nay là cùng mẹ lên đường. Cùng mẹ lên đường để truyền giáo, cùng mẹ lên đường để làm chứng nhân cho Đức Giêsu, cùng mẹ lên đường để thực thi bác ái, và cùng mẹ lên đường để xây dựng một thế giới an bình. Chúng ta cùng khởi bước vào nghi thức dâng hoa với tâm tình ấy và những ước nguyện ấy cho giáo phận, cho gia đình và cho mỗi chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi nghi thức dâng hoa bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Xin Chúa, Thánh Thần,
muôn sắc hoa cùng nhau đua nở, cả đất trời mừng rỡ hân hoan. Đoàn con quỳ trước tôn nhan, tung hô danh mẹ với ngàn lời ca. Kính thưa cộng đoàn, tháng hoa là thời gian đặc biệt giáo hội dành để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa. Mẹ là đóa hoa đẹp nhất của trần gian. Hương thanh khiết và tình yêu của mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh nhờ hai tiếng xin vâng trọn vẹn. Mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Những ngày này, từng người trong tổng giáo phận chúng ta cùng nhau hướng về và sống tinh thần năm truyền giáo, cũng như chuẩn bị cho công nghị năm 2022. Đáp lại lời mời gọi của bề trên giáo phận, mỗi người chúng ta được mời gọi canh tân đời sống đức tin, thay đổi phương thức sống đạo, trung thành với sứ mạng loan báo tin mừng nước trời trước một thế giới đã tục hóa và đang tiếp tục bị tục hóa ngày càng sâu đậm. Cánh cửa của một thế giới mới đang mở rộng chờ đón chúng ta, mời gọi chúng ta lữ hành cùng nhau trong tình hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm để cùng thực thi sứ vụ loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Trong tâm tình cảm mến tri ân, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng lên mẹ những tâm tình hòa với khúc ca cùng những cánh hoa muôn hương sắc, bày tỏ lòng tin yêu Chúa, tôn kính và ca khen danh mẹ. Xin con hãy dâng mẹ. Mùa hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rực rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng. Nghe hồn chào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình. Diệu vời. Ave Maria.
diêm lệ, đức khiêm nhường ngời sáng hơn trăng. Mẹ là hoa sầu bi thắm tim, đồng công cứu đời về đức hy sinh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa xin tươi muôn sắc, nguyện thế hỷ hoan ca cùng mẹ hiền vinh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa hương thơm man mát, tôi khóc muôn phương kính mừng mẹ nữ vương nhân hiền. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa xinh tươi muôn sắc, nhân thế hỷ hoan ca cùng mẹ hiền vinh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa hương thơm man mát, tỏa khắp muôn phương kính mừng mẹ nữ vương nhân hiền. Mẹ là hoa hồng thiên tươi thắm, đứng trung kiên đứng lên vô biên. Mẹ là bông huệ ngát hương duyên, đức đồng trinh hồn sắc nguyên tiên. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa xinh tươi muôn sắc, nhân thế hỷ hoan ca cùng mẹ hiền vinh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa hương thơm man mát, tỏa khắp muôn phương kính mừng mẹ nữ vương nhân hiền. Hãy subscribe.
vọng, để cánh cửa cuộc đời luôn rộng mở yêu thương. Xin hãy bước đi trong tình yêu Giê-xu, để đời sống đáng tin luôn vững tâm vẹn toàn. Nào cùng cánh tay, cánh tay đời sống được đi. Xin Chúa thánh thần đổi mới hướng dẫn kiện toàn. Nào cùng cánh tay, chung tay truyền giáo tin mừng, dâng xây nước trời cho muôn người hạnh phúc an vui. Xin hãy bước đi cánh tân khắp mọi nhà, để gia đình thuận hòa, nghĩa tình mãi sắt son. Chúa thánh.